chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chỉ đạo quy chế dân chủ công tác tôn giáo 9 tháng năm 2024. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại một số xã trên địa bàn huyện Than Uyên. Huyện Than Uyên đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2024. Khai mạc lớp truyền dạy chữ viết dân tộc Thái. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ công tác tôn giáo huyện Than Uyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Đồng chí Lò Văn Hương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Quang Chiến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chủ trì hội nghị. Quý 3 năm 2024, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực trên các mặt công tác. Trong quý có 59 trên 59 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy ban hành kế hoạch học tập nghị quyết số 15, nghị quyết của tỉnh ủy. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai 12 trên 12 xã thị trấn. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, đã tiếp nhận và xử lý trên 1.500 hồ sơ đáp ứng sự hài lòng của nhân dân. Tình hình công tác tôn giáo được duy trì ổn định và giữ vững. Nhân dân các dân tộc theo tôn giáo trong huyện chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phát biểu kết luận, đồng chí Lò Văn Hương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đề nghị 3 tháng cuối năm 2024, các cấp ủy, chính quyền, thành viên ban chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng, triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở trong việc đánh giá, chấm điểm thực hiện quy chế dân chủ, nêu cao vai trò nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo công tác tôn giáo trong thực tiễn. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 15, nghị quyết của tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024-2030, chuẩn bị các điều kiện tổng kết năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025. Sáng ngày 24 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lai Châu, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên. Cùng dự có đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu đã thông báo đến cử tri xã Hua Nà dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ 8 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 và bế mạc vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024 tại nhà Quốc hội. Tại kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 luật như Luật Công chứng sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Di sản văn hóa sửa đổi, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo quy trình tại một kỳ họp. Cử tri xã Hua Nà kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội một số nội dung như đề nghị cần quy định rõ trong luật việc giám sát của công đoàn, nâng mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ 60% lên 75%, đề nghị cho cán bộ kiêm nhiệm chức chủ tịch hội đồng nhân dân xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, trợ cấp thất nghiệp và hưởng trợ cấp kiêm nhiệm. Sau khi tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội đã giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị còn lại, đoàn đã tiếp thu tổng hợp gửi lên cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian tới. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng quà cho 8 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Than Uyên. Ngày 24 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội và đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lai Châu, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 tại xã Mường Cang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 luật như Luật Công chứng sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Di sản văn hóa sửa đổi,
Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Cử tri xã Mường Cang đã có 4 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề: đề nghị bổ sung biên chế chức danh văn phòng Đảng ủy xã, kinh phí hoạt động biên chế cán bộ công đoàn cấp cơ sở, phụ cấp chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân xã; đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng tại tỉnh Lai Châu. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội khóa 15 giải đáp trực tiếp trong thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội khóa 15 giải đáp trực tiếp trong thẩm quyền. Các ý kiến còn lại, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu tổng hợp, trình cấp đủ thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã tặng 8 suất quà cho đoàn viên công đoàn huyện Than Uyên bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Than Uyên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất đường giao thông thủy lợi. Kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần giá trị, nâng cao chất lượng. Các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung được hình thành các bước đầu tư có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố. Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã huy động các nguồn lực trên 39 tỷ đồng thực hiện các chương trình, trong đó vận động nhân dân quyên góp 78 triệu đồng. Đã có 7 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao cấp huyện. Huyện đạt bình quân 16,27 tiêu chí trên xã, trong đó có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 8 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí, 2 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cấp, các ngành trong huyện thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở, huy động và lồng ghép, tích hợp các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng xã, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội số, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, quyết tâm xây dựng huyện Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Chiều ngày 25 tháng 9, Ban Tuyên giáo huyện ủy Than Uyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lò Hải Ươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Trần Quang Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan khối khoa giáo huyện, chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy, thường trực Đảng ủy các xã thị trấn. Trong 9 tháng, Ban Tuyên giáo đã tham mưu huyện ủy ban hành 12 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo, thẩm định 3 cuốn lịch sử Đảng bộ xã Mường Than 1949-2023, cuốn lịch sử Đảng bộ Mường Cang 1960-2023, cuốn lịch sử Đảng bộ xã Ta Gia 1968-2024. Chủ động ban hành 14 văn bản, công văn báo cáo, thông báo, hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ năm 2024 về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo. Về công tác giáo dục đào tạo, tổ chức thành công các kỳ thi, hội thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế, tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, toàn ngành thực hiện công tác tổng kết năm 2023-2024, tổ chức khai giảng năm học 2024-2025. Về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp huyện đã tuyển sinh được 33 lớp với 1.035 học viên, tổ chức đào tạo được 28 lớp, 880 học viên. Có 990 lao động được tạo việc làm mới. Về công tác y tế, thực hiện khám chữa bệnh cho 147.705 lượt bệnh nhân, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đến nay có 60.279 người tham gia bảo hiểm y tế. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 2.974 người, bảo hiểm thất nghiệp 2.487, bảo hiểm tự nguyện 910 người.
Về công tác gia đình, có 131 trên 131 thôn bản, khu phố đăng ký bản khu phố văn hóa, 112 trên 112 cơ quan đơn vị đăng ký cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, một thị trấn đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh. Công tác khoa giáo ở cơ sở, xã thị trấn được cấp ủy chính quyền cơ sở quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và chương trình hành động kế hoạch, các đề án của tỉnh, huyện về lĩnh vực khoa giáo, đảm bảo theo kế hoạch, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các ý kiến đại biểu tham gia tại hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, hạn chế, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác khoa giáo 3 tháng năm 2024. 3 tháng cuối năm 2024, Ban tuyên giáo huyện ủy tiếp tục quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, hướng dẫn thực hiện công tác khoa giáo ở cơ sở. Trọng tâm là triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ theo chương trình công tác khoa giáo năm 2024. Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ngành trong khối, sát với điều kiện thực tế của huyện. Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Chiến, Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lò Hải Ươi, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy đề nghị các cơ quan khối khoa giáo huyện, đảng ủy các xã thị trấn tích cực triển khai các phong trào thi đua, chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, phát hiện nhân rộng biểu dương những cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, khảo sát, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo, phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Ngày 23 tháng 9, Trung tâm Chính trị huyện Than Uyên tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2024. Tới dự có đại biểu các ban xây dựng đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng có 66 học viên là đảng viên mới của các chi đảng bộ trong toàn huyện. Trong thời gian 9 ngày, các học viên được tiếp thu một số nội dung cơ bản như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, chuyên đề lịch sử địa phương, phòng chống tham nhũng tiêu cực, nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện kỳ họp thứ 18 khóa 21, thông tin thời sự cập nhật kiến thức mới, nội dung chuyên đề 2024. Kết thúc lớp học qua viết bài thu hoạch, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó gần 80% học viên xếp loại khá giỏi và xuất sắc. Ngày 24 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện tổ chức phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Than Uyên. Dự có đồng chí Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại biểu Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, ban giám hiệu các đơn vị trường học và đông đảo học sinh khối trung học phổ thông. Trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tư vấn giới thiệu việc làm, cung cấp tuyển chọn người lao động đi làm việc trong nước và xuất khẩu lao động, đảm bảo người lao động có thu nhập khá và ổn định. Tại buổi giao dịch, gần 300 người lao động và học sinh các đơn vị trường khối trung học phổ thông trên địa bàn huyện được đại diện công ty doanh nghiệp như Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Nhân lực Sonic, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Alpha Networks Việt Nam, Công ty May Tinh Lợi Hải Dương, giới thiệu chế độ việc làm cùng tiền lương hưởng ưu đãi của đơn vị mình, qua đó mở ra cơ hội cho người lao động, các em học sinh có được việc làm, môi trường học tập tốt nhất. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, nâng cao nhận thức của xã hội và người lao động về học nghề, việc làm và thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng giá trị lao động hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Ngày 25 tháng 9, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Than Uyên khai mạc lớp truyền dạy chữ viết dân tộc Thái năm 2024. Dự khai mạc có lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, lãnh đạo và 30 học viên của hai xã Mường Cang và Hua Nà. Trong đợt này, học viên sẽ được giảng viên giới thiệu bảng chữ cái, truyền đạt về cách đọc, cách viết, cách phiên âm, thanh điệu, chữ viết dân tộc Thái, một số đặc điểm khác nhau giữa phương ngữ Tày Đằm và Tày Đó. Đồng thời thực hành viết bài thu hoạch.
Lớp truyền dạy chữ viết cho dân tộc Thái gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ phát triển du lịch. Đây là hoạt động thiết thực góp phần tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết số 04 ngày 17 tháng 2 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nghị quyết số 59 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định số 562 ngày 17 tháng 5 năm 2021 về phê duyệt đề án bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nghị quyết số 02 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Qua lớp học nhằm giữ gìn bảo tồn phát huy những tinh hoa văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Than Uyên nói chung và dân tộc Thái nói riêng. Xây dựng thế hệ nghệ nhân trẻ, nòng cốt là lực lượng kế cận trong việc bảo tồn và khôi phục các hoạt động văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc chữ viết của dân tộc Thái. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.